chắc thì người ta chưa chở đi ở Vững rồi. Cái chắc thì người ta chưa mang về mà. Ở Vững rồi. Cái chắc này người ta chưa mang về à? Chưa mang về à? Không bảo ý là chưa mang về, người ta chưa mang đi à? Cái này cũng bán rồi hay sao mà để đây? Túc rồi. Túc hôm trước có quay rồi. Búp đỏ chót. Vậy thầy thấy cây dưới mới to to kia. Đây cây dưới của bà. Đấy, cây đấy thì bao tiền mà? Về có 1,5 triệu. Xanh, 1,5 triệu. Cao 40-50 phân. Đẹp lắm, rột rệt nha. Mấy trăm có, mà mấy chục triệu có, 100 triệu có. Khả năng tí nữa là có mưa đây. Nóng lắm rồi. Vâng. Nắng nắng kinh. Hôm qua nắng dã man. Nay phải dịu dịu hơn à. Mà mua cái lưới đen này bao tiền mét đấy mà? Mà thì cân chứ nhỉ, đúng không? Cân. Cân. Nọ cháu mua mấy mét. Nhưng mà không được bền lắm nhỉ? Bền lắm. Các cháu mua phải cái loại đẻo. À thế. Mua loại xịn bền lắm. Chả biết nó bán ở đâu. Cái loại... ngoài này mua này. Đã thấy nó rách rồi kia mà. Rách là lâu rồi đấy. Loại này 3-4 năm. Chó mua về, chưa mua về nó đã rách rồi. Đấy là chó mua phải đồ rắm. Chả có lựa chọn, có mỗi loại đấy phải mua. Nó bán cân mà. Rách rồi, mua phải đồ rắm. Mấy chục nghìn cân đấy. Đây, cái đề này là bao nhiêu tiền đây mà? Đâu, đây. Cái đề này có 3,5 triệu. 2,5 triệu. Cao cũng tầm 50 phần. Ta nhìn 7,000 bao nhiêu người xem. Hơn rồi, giờ lại hơn rồi. Cứ mỗi lúc nó lại lên bao nhiêu người. Tôi đẹp, quay vậy là đó. Này, cây này cũng được đấy. Đẹp mà. Bye bye. Đâu cây nào? Cái này á? Trước để đâu mà giờ lại để ở đây mới nhìn thấy. Hôm nay một Tuấn mất hút rồi. Đi đâu? Không chơi cây nữa rồi. Sao không chơi nữa? Đi kiếm tiền, không thích cây nữa. Thế giờ mê tiền hơn mê cây rồi. Cây này là bao nhiêu tiền mà nhỉ? Cây to to này này. Đâu? Cái đề to to này. Đề to 6 triệu. To 6 triệu. Cũng được. Được. Cho nó vào một mình nó một cái không gian thì nó hay đấy. Cái dòng này lá nó cũng đẹp. Hay đấy. Lá nó cũng có chút đỏ đỏ, cái mậm nó có chút đỏ đỏ và nó khi nào nó già nó xanh ngắt như màu ngọc, đẹp cũng đẹp, lá nó gọn. Đấy. Một bộ 2, 3, 4, 5 cây đề, 6 cây đề tụ một chỗ này, 6 cây, rất nhiều đề nhé. Đấy. Cảm giác cái lá, cái cây đề này ăn được hay sao nhỉ? Nhìn nó rất ngon. Nhìn nó rất ngon. Đấy. Thế còn cây giữa này là bao tiền mà? Cây trực này này. Trực 5, cái trực to đấy này. Đây này. Đấy 5 triệu. Yeah. Cây này có 3 triệu. Ừ, cây này là rẻ hơn.
3 triệu. 3 triệu. Cây kia to bé hơn 5 triệu. Nặng đấy, các bác nhìn, nếu quay xa thì không vào được. Cái này nhìn, các bác nhìn này, không vào, không có lối vào, kín hết cây. Nhìn xa xa thì dáng dấp là ổn đấy. Tí lên vào xem nào. Đây cây si cốt chậu, si cốt chậu. Đây, mặt sau cái cây đây. Không vào được các bác, không có lối vào. Có lối vào nhưng mà giờ nó hỏng. Tôi đeo cái ba lô đằng sau nó vướng. Rất tiếc các bác. Giờ cao một chút. Đồ này thì các bác phải ra xem tận nơi mà mua, nó to, không phải mini. Nó thì tầm trung. Xanh thác đổ, xanh thác đổ. Cái dưới to này nhiều tiền không mà. Đấy. Đây này, cái này này, cái dưới này. Cái to có chưa bấm đâu, bấm ra nó mới đẹp. Đây này, bao tiền? Hai thân xong siêu rồi. Bao tiền cái này? Cái rúi của bán 10 triệu. 10 triệu. Đẹp đấy. Đây là có quả này. Quả sai chín. Có quả này. Cái này thì tôi phải nói là đẹp đấy các bạn. Đẹp đấy, da trắng, già. Và thân thế nó tự nhiên thôi. Để quay được thì nó toát lên hơi khó. Đây, các bạn nhìn. Rúi. Cây này đẹp tự nhiên. Đây. Thân nó to quá nhé, thân rất to. Nó cao thì tầm thì mặt chậu tầm 1,5 m, 1,6 m. 1,6 m và cái chân thân nó là la đà ra, nó rất là tự nhiên hợp lý, cắt giật. Có bẻ tay cành một chút nhưng mà nó vẫn là tự nhiên thôi. Bên mà bấm răm ra thì đẹp. Bồng nó rất là dày. Đấy, các bác nhìn. Được, cái chuối này được. Thế còn cái cây mà chữ tâm kia là ông bảo bao tiền anh nhỉ? Chục. Cũng chục. 20. À cây đắt hơn, 20. Tí nữa ra. Thế còn cây ổi này à? Ổi này là bao tiền đấy bà? 10 triệu. To. Cao độ 2 m. Đây cái chậu này, nhìn tay này. Cái chậu của các bạn. Chậu với đường kính phải 1,2 m. Một chục. Cứ ngược lên là nó tối lắm á, không quay được. Đây này, có cây dưới này hay này. Tôi cho rằng cây này còn hay hơn cái cây chữ tâm kia. Cây chữ tâm kia nó chỉ khoái quái thôi. Đấy. Được, cây dưới này ổn. Rất tự nhiên các bác nhé, cứ như trong rừng. Rất tự nhiên. Để thốc ngược lên như này các bác xem. Đấy, xong siêu rồi. Bệ chỗ này ổn. Cái thân chính ra đây. Nhưng mà nó xa được những cái rễ này rồi. Sẽ bỏ cái thân đi được rồi. Đấy. Mặt bên này thì có vẻ kém hơn chút nhưng mà vẫn được. Các bác nhìn, dầm nó dày. Dày chi chít. Các bác nhìn, dưới dày thôi rồi. Cho nên cứ nó như bò liếm nhưng mà rất tự nhiên. Đấy. Thân trắng. Thân trắng này chỉ có nhập về. Nhìn chung về lùa vào xem mặt bên kia xem. Không có lối vào đâu ạ. Nghiêng nghiêng.
này nó tạm được, mặt sau tạm ổn. Cái này đây, hai cái chân này như chân người. Dưới này nhìn hay đấy nhỉ. Dưới này hơn cái kia tí là mịn hơn. Cái này nhìn trông quái nhỉ. Lấy chữ tâm đi em. Nhìn cảm giác như đang chổng mông. Trông kiểu như một chân của cô đi biển. Chân rất dài. Không. Chân rất nếu dài. Người ta thường gọi là cô tiên chảy tóc. Vâng, mà gọi chữ tâm thì gọi. Nó là ná nó giống như vậy. Chân rất dài. Người mẫu đó. Cô tiên chảy tóc. Rồi, được, tóc cũng dài đấy. Giờ đây. Tóc giờ tóc dài này ít đấy. Cô tiên chảy tóc đây. Đẹp. Tiên chảy tóc. Nhưng mà đang tắm thì phải. Vừa tắm vừa gội. Đây cái đèn. Đấy. Rồi các bác nhé.